Đấy, mình chấm cái này. Đấy, tùy nhé, mình sẽ format thế nào. Đấy, đấy, title này, xong đến tên journal này. Đấy, chấm này. Xong đến volume. Rồi, thế thì có một cái nữa. Đấy là một số bạn hỏi, đấy là nếu mà giả sử như chúng ta muốn trích dẫn, nếu mà chúng ta trích dẫn, giả sử bây giờ muốn trích dẫn thêm một cái nữa vào đây nhá, thì nó sẽ tự động nó kết nối vào đây. Đấy, giả sử nhá, ví dụ như cái này nhá. Đấy, mình vào đây nhá. Đấy, mình insert vào đây này. Đấy, thì lập tức là nó sẽ chui về trong ngoặc này. Thế nên một số bạn thì muốn trích dẫn là cái nào nó rời cái đấy ra. Thế thì rất dễ thôi. Đấy, cái này câu hỏi mà tôi, nhiều bạn, rất là nhiều bạn hỏi tôi. Thế thì giả sử như chúng ta muốn trích dẫn số 1 này này. Thế thì sau khi trích dẫn xong số 1 thì các bạn phẩy một cái. Các bạn cách ra. Hoặc là không đơn giản là gì, bạn cứ cách ra đã. Thế sau đó thì bạn vào đây nhé. Bạn chọn một cái bài báo nào đấy. Thế sau đó quay trở lại đây. Và sau đó mình insert vào. Đấy. Thì như vậy là nó có cái có cái bài số 2. Đúng không? Tiếp theo này. Mình sẽ chọn cái bài số 3 này. Ví dụ như vậy. Xong mình phẩy một cái. Mình cách ra. Đấy thì như vậy là nó sẽ không bị dính vào nhau. Rồi thì đấy là cách mà mình trích dẫn vào. Thế còn cách mà các bạn muốn xóa bớt cái tài liệu đi, muốn giả sử như là ví dụ như là bốn bốn nên nếu mà xóa tài liệu mà nó đơn lẻ như này thì đơn giản các bạn cứ bôi đen vào đây thôi. Bôi đen đây, cái xóa phát là nó sẽ mất. Nó tự động nó mất các tài liệu ở phía dưới này luôn. Còn nếu mà giả sử như nó đang dính như thế này này. Nếu mà nó đang dính như này này mà mình muốn xóa nó thì các bạn sẽ kích vào cái chữ là edit Manage Citation này nhá, kích vào đây một cái. Đấy thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Và trong cái bảng này thì nó sẽ có cái thứ tự trích dẫn ở đây. Giả sử như ở đây mình muốn trích dẫn cái xóa cái tài liệu số 3 chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ chọn vào đây. Sau đó nó có cái phần là Edit Reference này, mình kích vào đây một cái. Sau đó mình kích vào Remove Citation, đấy, kích vào đây một cái. Thì lập tức là nó sẽ tự động nó sẽ xóa một cái tài liệu đây của chúng ta đi. Đấy. Ok. Thế còn ngoài ra để mà các bạn có thể làm được hết tất cả những cái thứ mà các cái kỹ năng nhỏ nhỏ trong này thì tôi đã có một cái file nó gọi là bí kíp EndNote. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ mở ra và tôi sẽ chỉ cho các bạn một số các cái video thì các bạn có thể xem nhé. Thì trong này có phần là tải phần mềm này, cách cài đặt này, xử lý các cái lỗi này. Đấy, ở đây có bạn Tạ Minh Ngọc hỏi về trích dẫn tài liệu tiếng Việt đúng không? Đấy. Ở đây tôi có phần tách tài liệu Anh Việt này. Đấy. Gì nhỉ? Cái mà trích dẫn với tác giả Việt Nam này này. Trích dẫn với tác giả Việt Nam này. Đấy. Thì em sẽ ứng dụng cái này nhé. Đấy. Đối với tác giả Việt Nam thì nó hơi khác với lại tác giả của với tác giả của nước ngoài. Đấy là khi mà mình trích dẫn ấy, thì mình sẽ cần phải trích dẫn theo tên. Giả sử như Vũ Duy Kiên chẳng hạn, đấy thì mình phải sắp xếp là chữ K chứ không phải là sắp xếp chữ V. Thế nếu mà giả sử như là các bạn không biết cái đấy mà vẫn sử dụng, đấy thì ở trong EndNote thì nó sẽ sắp xếp nó không đúng. Thế còn đấy là nếu mà chúng ta muốn sắp xếp theo tên nhé. Thế còn nếu mà giả sử như là chúng ta sắp xếp theo cái thứ tự xuất hiện ấy, thì chúng ta không cần phải quan tâm đến cái chuyện đấy. Nhưng bây giờ có một số cơ sở đào tạo đấy, họ còn yêu cầu là gì? Tách tiếng Việt và tách tiếng Anh. Và sau đó trong tiếng Việt phải sắp xếp theo tiếng Việt. Đấy thì lúc đấy nó sẽ khó khăn hơn và lúc đấy thì các bạn sẽ cần phải sử dụng cái video theo cái hướng dẫn ở trên cái video này của tôi. Bây giờ tôi sẽ gửi. Các bạn có muốn lấy cái này không? Ai muốn lấy cái này? Cứ gửi nhá. Bí kíp này. Đấy, các bạn lấy cái này về, sau đó xem dần các video nhá. Đấy, cho hết các bí kíp luôn. Rồi, và có một cái nữa là như này này. Khi mà các bạn trích dẫn ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể lấy các cái tài liệu này về này. Sau đó thì ở trong cái phần author này này, các bạn thấy này. Đây, cái nguyên tắc lúc nãy bạn Minh Ngọc bạn hỏi đến là cái tên tác giả thì mình sẽ điền như thế nào ấy. Đấy. Thì đây chính là cái cách người ta điền này. Ví dụ tên của tôi này, Kiên này, đúng không? Tên của tôi này, sau đó họ này, sau đó tên đệm này. Đấy, mình nó điền như thế này nhá, nó điền như thế này. Đấy. Nhưng còn nếu mà tên tiếng Việt mà mình muốn làm theo tiêu chuẩn tiếng Anh thì nó sẽ điền kiểu như này. Thế còn nếu mà các bạn muốn điền đơn giản theo tiếng Việt, đúng không? Họ tên tiếng Việt chẳng hạn, thì các bạn cần phải đánh đầy đủ tên ra. Và cái nguyên tắc là để mà các bạn nếu mà khi trích dẫn ấy, mà muốn
muốn nó ra đầy đủ tên ấy, thì các bạn cần phải đánh đánh thêm cái dấu phẩy vào phía cuối này, bí kíp nó ở chỗ đấy. Giả sử như đây chẳng hạn nhé, cái bài này là bài social inequality này nhé. Thế ví dụ như bài này chẳng hạn nhé, tôi sửa chỗ này này. Ở đây chúng ta nhìn thấy ở chỗ này này, nó đang là nó sẽ ra hiện ra như thế này nhé. Đấy, Kiên VG này nhé. Bây giờ mình muốn cho nó hiện là Vũ Duy Kiên chẳng hạn. Đấy. Thì mình sẽ vào đây mình sửa. Mình đánh chữ Vũ này. Vũ này, Duy này, Kiên này, đúng không? Nếu mà chúng ta để nguyên chữ Vũ Duy Kiên này thì đôi khi nó cũng không được. Đấy. Giả sử như ta thử nhé. Đây, mình update cái này lại. Đấy, thì nó vẫn giữ đúng như cũ luôn. Thế bây giờ chúng ta muốn đổi. Đấy, thì mình sẽ thêm dấu phẩy vào phía cuối. Thì khi mà nó chạy ra, đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là có phải là lúc nãy nó là Kiên xong chữ V, chữ D, đấy, họ tên tôi. Thì bây giờ mình cho số phẩy vào phía cuối thì nó sẽ hiện đầy đủ tên của mình. Đấy. Thì tôi đã có cái video hướng dẫn về cái này rồi nhé. Đấy thì các bạn có thể xem video đấy để có thể giải quyết được. Rồi, ok, bây giờ đến phần, đấy là tôi hướng dẫn nhanh cách mà chúng ta có thể trích dẫn này, có thể lấy tài liệu về này. Đấy, một cách rất là sơ bộ thôi là mình có thể thực hành được nó rồi. Thế còn để mà làm sâu hơn, để mà kỹ hơn thì nó không phải là một sớm một chiều được, thì các bạn cần phải xem video. Và đặc biệt là nếu mà các bạn muốn logic lại tất cả các vấn đề thì sắp tới vào ngày 30 tháng 6 thì tôi sẽ tổ chức một cái lớp học đấy. Thì lớp học đấy thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mà tôi vẫn thường làm để có thể format được ra các cái bài báo đấy, và có thể format được ra các cái luận văn, luận án. Thế bạn nào mà quan tâm thì đăng ký lớp đấy thôi. Không biết ở đây có bao nhiêu bạn quan tâm đến cái lớp mà dạy EndNote đấy của tôi. Bạn nào quan tâm đánh số 1, bạn nào không quan tâm thì đánh số 0. Thử xem nào. Xem là có đăng ký. Quan tâm thì đăng ký nhé. Quan tâm thì đăng ký vào đây. Vào trang web tên là Vũ Duy Kiên nhé. Vũ Duy Kiên. Tí nữa tôi sẽ gửi đường link luôn. Vũ Duy Kiên. Đây. Kích vào đây. Khai giảng vào 30 tháng 6, học học 5 buổi nhá, học 5 buổi. Thì học cho bằng gọi là thạo thì thôi, và tôi sẽ hỗ trợ trong khóa học, hỗ trợ sau khóa học có vấn đề gì đấy thì đã có tư duy của tôi rồi, tôi hướng dẫn nó dễ. Thế còn các bạn mà đang chưa có tư duy, hỏi xong nó hướng dẫn xong chả hiểu gì, bởi vì nó không có cái nền tảng. Và học thì như mọi khi, mọi khóa học tôi học buổi đầu không ưng giả lại học phí nhá, 100% học phí đang ưu đãi 999.000. Đấy. Đăng ký họ tên này, email này, số điện thoại này. Đấy, sau đó thì tôi sẽ liên hệ lại và tôi sẽ cho vào nhóm thôi, cho vào nhóm của lớp. Đấy. Đăng ký nhá. Và tôi đã gửi vào trong các cái nhóm Zalo rồi đấy. Đấy, các bạn đăng ký. Đấy, thì và khi đăng ký tham gia học trong cái khóa học này thì tôi sẽ đưa các bạn vào trong cái nhóm VIP để tôi có thể tiếp tục hỗ trợ về sau. Đấy, nôm na như vậy. Rồi bây giờ đến cái phần hỏi đáp nhá. Muốn Việt hóa, Việt hóa thì em sẽ làm như này nhá. Nó có cái phần nó gọi là chỉnh sửa trích dẫn đấy. Đấy thì mình sẽ vào cái phần edit này nhá. Sau đó nó có cái phần output style này nhá. Đấy. Output style này. Sau đó chúng ta sẽ có cái phần đấy, nhìn thấy có chữ edit đấy không? Đấy, edit này. Edit này. Đấy. Ở đây nó đang mình đang, bởi vì tôi đang mở mấy cái folder mấy cái style này. Đấy. Thì mình có thể kích vào edit này để sửa luôn, hoặc là không mình sẽ kích vào open style manager này, nó hiện tất cả các cái style lên. À trước khi mà hướng dẫn phần này thì tôi nói lại với các bạn một chút là cái phần mà ở trên cái menu này có cái phần style này nhé. Đấy, cái phần style này là cái phần rất là quan trọng. Đấy là cái này là cái để giúp mình có thể đổi qua đổi lại giữa các cái format khác nhau.
Bây giờ sử mình kích vào đây này, để mình đổi. Để mình đổi sang Vancouver thì nó sẽ khác này, đổi sang BMC này, đấy. Có phải không? Thế lúc nãy là chúng ta đang nhìn thấy là chỗ này nó đang 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 là cái tròn như này, mình đổi cái nó thành vuông luôn. Nó đổi luôn, đổi cả cái tài liệu của mình luôn một cách rất là nhanh chóng. Thế lúc nãy nó đang là chữ M, bây giờ nó đổi thành chữ động. Đấy. Đấy, cái hay của các cái phần mềm quản lý trích dẫn nó là cái đấy. Thế quay lại cái chuyện là mình có thể làm sao mình có thể chỉnh sửa được cái này, đúng không? Chỉnh sửa được cái này thì các bạn sẽ vào edit này. Sau vào output style này. Sau đó mình sẽ muốn sửa cái style nào thì mình sẽ mở cái style đấy ở trên này, sau đó mình mở cái edit này thì nó sẽ hiện ra cái chữ edit này, còn không nhá thì mình sẽ kích vào open style manager, kích vào đây một cái thì nó sẽ hiện ra các cái style ở trên này. Đấy. Và lúc này mình có thể chọn một cái style, ví dụ mình chọn cái style này chẳng hạn, sau đó mình kích chữ edit một cái. Thế thì nó sẽ hiện ra một cái bảng kiểu như này. Và chúng ta lưu ý là nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là phía trên này là citation. Citation là các cái nội dung ở phía trên. Ví dụ như là số 1, số 2, dấu ngoặc tròn, ngoặc vuông đấy. Đấy. Và cái thứ hai là cái phần bibliography nó ở phía dưới. Tức là cái nội dung mà tài liệu tham khảo ở phía dưới đấy. Thế thì mình muốn chỉnh sửa cái phần nào thì mình sẽ sửa phần đấy. Giả sử như là ở đây mình vào cái phần template này này. Mình kích vào đây một cái này. Thì mình nhìn thấy là cái cách mà cái trích dẫn nó hiện ra ở đây này, các bạn nhìn thấy có cái ô vuông không, cái dấu ngoặc vuông không, dấu ngoặc vuông này đúng không? Thế bây giờ chúng ta không muốn dấu ngoặc vuông nữa thì mình đổi cái này thành dấu ngoặc tròn này, thì về sau nó sẽ thể hiện ra là dấu ngoặc tròn. Cái thứ hai nữa là cái phần bibliography, sau đó chúng ta kích vào cái phần template này này đấy. Thì có phải là lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy là gì, với cái tài liệu generic thì như nào, với sách thì nó sẽ thể hiện như nào này, đây journal này đấy. Thì đây là gì? Đây là bài báo. Bài báo thì bao giờ nó cũng sẽ thể hiện là gì? Đầu tiên là tên tác giả này. Sau đó title thì in đậm này. Sau đó tên tạp chí này. Năm này. Volume thì in đậm này. Issue thì in nhạt này. Và trong ngoặc này. Page này cho vào đây này. Đấy thì đây là cái format. Thì chúng ta sẽ học theo cái format này để mình hiệu chỉnh lại theo cái yêu cầu của cái cơ sở đào tạo của mình. Đấy. Thì riêng EndNote thì nó có thể làm được cái việc này. Đấy. Tiếp theo này là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta, tôi sẽ tắt cái này đi nhá. Nếu mà các bạn muốn tạo ra một cái style hoàn toàn mới theo cái mong muốn của các bạn, đấy, thì các bạn có thể vào output này. Sau đó các bạn kích vào new style, đấy, thì kích vào đây một cái. Đấy thì mình có thể tự tạo ra một cái style hoàn toàn mới nhá. Đấy, giả sử như đây mình sẽ kích vào đây. Giả sử như các bạn muốn tạo ra một cái style bằng journal này, journal article chẳng hạn. Thế thì đầu tiên mình sẽ cần phải đưa vào đây là gì? Là author đúng không? Thì mình sẽ kích vào đây là mình sẽ chọn là author này. Đấy. Sau đó author xong thì nó sẽ đến, mình chấm cái này, sau đến là gì? Tiếp theo là mình đưa là tiêu đề của bài báo vào này, đúng không? Title này. Đấy, tương tự như vậy. Và title này nếu mà mình muốn in đậm chẳng hạn thì mình sẽ in đậm lên này, đúng không? Đấy. Sau title xong là đến gì? Là tên journal chẳng hạn. Title xong thì đến journal chẳng hạn. Đấy mình chấm cái này. Tùy nhé, mình sẽ format thế nào. Đây, title này, xong đến tên journal này. Đấy, chấm này. Xong đến volume chẳng hạn. Đấy, mình sẽ mở ngoặc ra volume. Trong issue chẳng hạn. Đấy, volume này. Đấy, sau đó là đến đến gạch ngang cái xong issue chẳng hạn. Đấy, tùy theo cách mình ấy nhé. Đấy, tùy theo là cái cơ sở đào tạo của mình yêu cầu như thế nào. Thì mình sẽ làm như vậy. Mình sẽ cho issue ở đây này. Đúng không? Sau cuối cùng là gì? Là year hoặc là page, đúng không? Year. Có year đâu? Year này, đúng không? Sau đó là đến page chẳng hạn. Đây, page này. Đấy. Có phải là lúc này mình đã tự tạo ra được một cái trích dẫn theo mong muốn của mình không? Đấy. Các bạn có thể, để giả sử như những chỗ này chúng ta không cần bôi bôi đậm chẳng hạn, đấy thì mình sẽ tạo ra một cái như này, đấy thành nhạt thôi. Đấy. Thế thì lúc này mình lưu lại đấy. Cái phần template ở trên này thì mình sẽ cho là gì? Cho là ví dụ như là mình đúng hoặc tròn chẳng hạn, đấy mình sẽ chọn đưa vào là đấy kiểu như vậy. Thế sau khi xong thì mình có thể lưu lại đúng không?
Yes. Đấy, mình đặt tên, ví dụ đặt tên là Vũ Duy Kiên chẳng hạn nhé. Thế sau tôi sẽ làm Vũ Duy Kiên đã exit rồi, Vũ Duy Kiên 2 nhé. Thế sau tôi sẽ làm một cái video kỹ hơn về cái này nhé. Đấy. Lúc này mình đã tạo ra một cái style có tên là Vũ Duy Kiên 2 theo cái yêu cầu của mình, theo cái tư duy của mình muốn làm nào thì nó đều làm được hết. Thế thì mình sẽ cần phải tích nó lên nhé, để cho nó hoạt động đấy nhé. Đấy, và lúc này nó đã hiện lên trên này rồi, là Vũ Duy Kiên 2 này. Mình kích vào đây một cái này. Đấy. Thì Vũ Duy Kiên 2 mình kích vào thì đây chính là cái cách mà mình tạo ra, đúng không? Cách mà mình tạo ra cái style của riêng mình. Hiểu không em ơi? Alo Dạ hiểu rồi, cảm ơn thầy nhiều ạ. alo. Rồi các bạn có câu hỏi gì không nhỉ? Có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Nếu mà không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ dừng cái buổi học ngày hôm nay ở đây. Trước khi kết thúc buổi học thì tí nữa tôi sẽ tổng kết lại một cách nhanh cái buổi học này một chút, và trước khi kết thúc buổi học này tôi giới thiệu với các bạn một chút là về mấy cái khóa học sắp tới. Nếu mà bạn nào quan tâm, lúc nãy tôi đã giới thiệu về cái khóa mà trích dẫn tài liệu này rồi, thì trong khóa trích dẫn tài liệu này thì tôi sẽ dạy kỹ hơn và sâu hơn để cho các bạn có thể format được ra một cái văn bản này, sử dụng EndNote. Và cái thứ hai nữa là nó có một cái khóa học về nghiên cứu khoa học. Một số bạn hỏi là bây giờ em mới làm nghiên cứu thì nên bắt đầu từ đâu, thì cái khóa học mà nghiên cứu khoa học nó sẽ khai giảng vào ngày 15 tháng 7. Cái khóa hiện tại thì nó đang học, cái khóa mà gần nhất là vào ngày 15 tháng 7. Và một cái khóa nữa cũng sắp khai giảng, đó là cái khóa mà trích dẫn tài liệu tôi vừa nói đấy, nó khai giảng vào 30 tháng 6. Và ở phía dưới này thì có mấy cái khóa học này, thì cái khóa này là khóa chế tạo bệnh án nghiên cứu thì là tôi dạy một một thôi. Khóa phân tích số liệu thì vừa mới khai giảng hôm Chủ nhật vừa rồi, mới học được một buổi. Nếu mà bạn nào muốn quan tâm thì vẫn có thể đăng ký tham gia. Đấy, mỗi một buổi thì vẫn có thể theo được. Và về sau này nếu mà vướng ở chỗ nào thì tôi sẽ hỗ trợ và có thể được học lại miễn phí. Đấy, thì đấy là tôi giới thiệu về mấy cái khóa học sắp tới, và nó đều nằm ở trong cái trang web là vuduykien.com, thì các bạn có thể vào đấy để đăng ký nhá. Rồi, thế thì chúng ta sẽ trong buổi học ngày hôm nay thì tôi đã hướng dẫn bạn cách để các bạn có thể cài đặt và có thể sử dụng được cái phần mềm EndNote. Và cái phần EndNote mà hôm nay tôi hướng dẫn đó là phần mềm EndNote X9. Thì các cái phần mềm EndNote mà mới hơn thì nó sẽ hơi khác một chút, thế nhưng mà cái quy trình mà trích dẫn và cài đặt thì nó cũng tương tự thôi. Thế sau khi chúng ta cài đặt xong thì các bạn cần đảm bảo là cái EndNote đấy nó phải tích hợp ở trên cái phần mềm Word của chúng ta ấy. Đấy. Tích hợp lên đấy thì chúng ta mới có thể trích dẫn được. Và cái quy trình để mà chúng ta có thể trích dẫn là đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tạo ra cho mình một cái thư viện này. Và sau đó thì mình sẽ lấy các cái thông tin vào thư viện này. Và tiếp đến là gì? Là khi mình đã có các cái thông tin trong thư viện rồi thì mình mới vào đấy mình lựa chọn các cái tài liệu và mình sẽ đưa sang Word để mình trích dẫn. Thì quy trình đơn giản nó chỉ có mấy cái thứ kiểu kiểu như vậy thôi. Rồi, và tôi đã gửi cho các bạn một cái bộ bí kíp rất nhiều các video trong đó. Thì các bạn vào nào mà chưa có điều kiện theo theo cái khóa học của tôi ấy, thì có thể xem các video đấy là có thể thực hành được, đúng không? Thế còn bạn nào mà theo các khóa học của tôi thì sẽ được học một cách gọi là cần cẩn thận hơn và logic các cái vấn đề hơn, để chuyên nghiệp hơn. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.